Chứ kể cho mọi người nghe nè, cái bữa tại vì biết sao không, thì bán gỏi á, rồi xong bắt đầu cái má kia vô vậy nè, má kia chạy xe lại tàn dục cái cửa nhà bên đó đó, đối diện đó đó, đứng ngay đây để cái túi quần, để cái túi quần là thiệt nha, này chuyện thiệt. Rồi xong bắt đầu cái má địa cái túi quần, rồi hai đứa này do này móc tiền ra xong mới địa tiếp, mới địa không được cái bắt đầu cái thi liếc ngay, cái mới chạy ra ngoài xong mới đứng ngay chỗ cái bảng xe, mới đứng ngay chỗ bảng xe, cái xong bắt đầu cái ở đây order hết trơn rồi, bữa lễ mà đông quá đó, bắt đầu cái chạy vô nguyên nhóm nữa mới đi theo nữa, cũng như là mày để ý ngoài đường rồi ai vô đây có tiền á mới để ý sẵn rồi, cho nên mới chạy vô nữa, bắt đầu cái chị để ý, trời ơi bà đi đâu vậy thì mày nói sẵn luôn đi đâu vậy, cái mày mới né qua đây, mày chính dậy lên lầu thì nói vậy nè, ai thì mới thông báo lên ai không có liên quan vô đây mua gửi, xin mời ra ngoài giùm em đó, vì trà trộn có kẻ gian lừa gạt móng túi, nó sợ quá chạy ra ngoài tiếp, đứng ở ngoài trước nữa là hai vòng xong mới đi vô đứng ngay đây lần nữa, cái thì thông báo lên cái thì nói đứt đuổi bà liền, này bà đó vô đi không có liên quan gì hết trơn, lên xe dọn cái một điểm mất tiêu luôn, tại vì bà định móc túi hai đứa này ngay đây, đây nè, đứng ngay đây nè, đó là định móc túi, cho nên thì thông báo trước, tại vì thì vừa đâm gọi mà thì liếc tới liếc lui thì nhìn đó bữa lễ đông quá trời đi, cho nên nó thì mới đi chơi Campuchia về vui quá à, đi hả 4 bữa nay luôn á, chơi lên muốn hết tiền luôn, sạch tiền luôn, thì chiều nay mấy bữa nay em đi chơi có vui không mấy em? Vui. Trời ơi, mới đi chơi có 4 ngày à, bởi vì cái kỷ niệm mà Campuchia quá trời vui luôn. Thì ngày hôm nay á thì sẽ bán hoạt động trở lại rồi, nghỉ 4 ngày rồi thì khách hàng cũng đã đến rất là đông luôn đó, cả nhà yêu mến Thi nè ủng hộ Thi quá trời, đây nè nha, khách hàng đến rất là đông luôn ủng hộ Thi nè, trời mưa cũng đến ủng hộ luôn á, nghỉ mấy ngày trời rồi mà vẫn đông, cho nên là giờ không biết nói gì hơn nữa, cũng cảm ơn tất cả anh chị em, bây giờ nói đi đến đâu khách hàng yêu mến mình đến đó, dù đi có 3, 4, 5, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng về vẫn bán đông như thường, cũng cảm ơn tất cả các quý khán giả rất là nhiều. Mọi người bữa nay thấy đi mua cái bóp này đẹp không, mua bên Campuchia nè. Đi vô siêu thị mua nè, đẹp quá trời luôn rồi. Cái bóp này đường mỹ phẩm á mọi người. Tại vì thì đi đâu thì quẩy nhiều quá, cho nên thì phải mua cái bóp này. 40 đô. Thì ngày hôm nay thì sẽ quảng cáo sơ ngang những món ăn nha. Bữa nay hết hàng rồi, bánh tráng phơi xương 15 ngàn một bịch. Da heo chiên giòn 60 ngàn. Cơm cháy trà bông 60 ngàn. Về những món ăn nè thì mới về cho nên là chưa đặt đồ ăn. Cho nên mọi người nè đi chơi 4 ngày giờ đồ ăn sạch hết trơn luôn. Cho nên bây giờ hả thì phải đặt đồ ăn nè, bữa nay nè Thương ơi, cái đặt đồ ăn chưa, điện bánh tráng gì đây nè, quá trời hết trơn rồi, đi mấy bữa nay về hả, cái nhà nó quá trời luôn rồi, tại vì mấy bữa nay nó đi chơi không à, đâu có lo dọn dẹp gì đâu, mấy bữa nay mấy em mệt không, mệt không, mệt quá trời luôn ha, vui không, quấn bài chấn động luôn, quậy quá trời luôn rồi. Kỳ này á, kỳ này mọi người hãy đón xem nha, clip video nè vui dữ lắm, video mà thì đi Campuchia nha, thì quay trên núi nè, ở ngoài chợ nè, chấn động luôn, với lại tắm biển nè, chơi quýnh bài hả sáng đêm luôn, quá trời vui luôn. Rồi thì chúng bị nè, sáng sau chuẩn bị đi chơi du lịch Singapore nữa nè, thì cho nên là du thiện Singapore, cho nên bây giờ phải tranh thủ kiếm tiền lại từ đầu, lại đầu tháng, đây đầu tháng này là đi chơi hết 5 ngày rồi, cho nhân viên đi chơi hết ăn uống này nọ hết 5 ngày rồi, cho nên bây giờ phải kiếm lại để gì mình kiếm tiền tháng sau mình mới đi chơi, chứ giờ mình đi chơi mấy bữa nay giờ không còn tiền nữa, chơi sạch túi luôn, nhưng mà có một cái bù lại quýnh bài ăn được 2.000 đô. Vui quá trời luôn, ai nói quýnh bài ghiền chứ Thi đâu có ghiền đâu, Thi quýnh bài rồi Thi cũng vẫn về bình thường, Thi cũng vẫn ngủ bình thường, Thi vẫn làm bình thường, Thi vẫn đi chơi bình thường, mua sắm bình thường. Mấy má nói vậy nè, chợ quýnh bài vô đó đi là thua rồi, về nghỉ mua bán đâu không có đâu, Thi vô quýnh bài, Thi vô quýnh bài thì ăn 2.000 đô, xong Thi đi ra thì dẫn nhân viên đi ăn nè, nói chung là tháng được 2.000 đô là đủ trả tiền xe, tiền ăn, tiền này, tiền nọ, tiền khách sạn, không có tiền mà còn ba cỡ 60 triệu nữa thì cái đó là mình không tính đây, tại vì mình thắng được 2.000 đô mà, nói chung ra là vậy, vui vẻ. Ê sao mấy bữa nay đi chơi mình vui không? Dạ vui, vui quá trời luôn, bữa nay về khách cũng đông quá ha, nãy giờ trời cũng mưa đông chấn động luôn, đi chơi bữa giờ chấn động luôn, lên núi catwalk đã tay luôn, quýnh bài chấn động luôn. Vui gì đâu, vui không? Vui quá trời luôn, thì giờ bữa nay mình bán là mình kiếm tiền để mình kiếm sức để 2 tháng sau mình đi chơi tiếp, kỳ này sẽ tổ chức đi chơi Cần Thơ đó, khách hàng cũng quá trời nè, bữa nay nghỉ lâu rồi mà khách cũng vẫn đến đông bình thường. Đó. Cũng cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều luôn luôn yêu mến ủng hộ bán gỏi đầy đủ Ti Thi. Thì sự trở lại ngày hôm nay thì cũng có bán đồ nhiều ăn nè, tai heo ngâm chua ngọt, cà na ngâm đường, với lại củ kiệu ngâm chua ngọt. Hồi xưa Thi bán trà trước, rồi Thi mới bán gỏi. Mình cũng dễ tiện lợi, trà có 15 ngàn một ly, kinh nghiệm. Nói chung ra mọi người đi uống trà ở đâu nha, mọi người uống thử cái ly trà của Thi đi, nó thơm nực nồng luôn, mua 10 ly tặng 1. Trà Tắc Thái Ti Thi thơm ngon mê ly,
cứ đến ở đây hả, không thất vọng đâu, có bia cho uống nè, có trà uống nè. Mà trà ở đây nó ngon gì nè, bán cho ly anh. Nó ngon là mới ngon, từ đậm đà hương vị. Thì pha chế theo công thức Lai, Campuchia và Thái. Tại vì ngày xưa có ở Thái và ở Cam á, cho nên nó có cách pha riêng nhau. Mỗi cái nơi mỗi cái nước nó pha mỗi cái khác, nhưng mà trà đến từ Thái. Cho nên là cái trà này nó thơm, cho nên nó có hương vị hai màu nè. Cho nên thì mới pha chế ra hai màu này uống á, khi mình ăn gỏi á, mình nghe cái mùi mắm hôi hôi, mình uống vô cái nó đánh bay mùi hôi. Cho nên thì phải làm hương vị như thế này. 15 ngàn một ly, rất là rẻ luôn. Mua 10 tặng 1. Không để đá, để được 4 ngày vô tủ lạnh nha. Nói chung ra là làm việc là với tất cả anh chị em là hết mình luôn đó. Làm thì làm hết mình, chơi thì chơi thả ga đó, chơi thì chơi xả láng sáng dậy sớm. Làm thì làm hết mình luôn đó. Nói chung là chịu chơi, chịu đầu tư là chịu làm đó. Làm cái nào thì cũng được. Cười là cười tẹt ga, giật chồng người ta là chấn động luôn, cũng chấn động luôn. Cua chai là mê ly luôn. Nói chung đây là thi đa dạng, đa sắc, đa màu, cái nào cũng được chứ Thi. Thì collagen nè, Thi bán mấy bữa nay cũng không được. Thì cũng còn mới mua đây cỡ nửa tháng tháng rồi. Ê, bây giờ chị cho mấy em nè, mấy em uống không? Buổi sáng uống chai trước khi ăn cơm. Tại vì bán nửa tháng này bán không được. Nè, một lốc này 350 nha mấy má, chứ phải rẻ rồi nha. Nè, bé Ngọc uống lốc. Bé Lợi uống lốc, uống collagen này vừa đẹp da và vừa... Nó sẽ tăng canxi cho mình đỡ mệt á. Tại vì Thi có uống, Thi uống hoài rồi. Cho nên bây giờ Thi cho nhân viên Thi uống nè. 350 nha mấy má. Mấy má có mua lại nhà Thi mua đi nè, lóc 300 thôi. Lóc 350 nè nè nè, cho bạn lóc nè, đem về nhà uống đi. Tại vì biết sao, Thi mua bên Hàn Quốc á, bữa đó Thi mua nè. Mà Thi đã nói rồi, những bất cứ những mặt hàng Thi bán không được thì Thi cho nhân viên hết. Nhân viên 20 đứa lần đấu lỗ đâu. Kệ cho nó uống đi, nó vừa đẹp da, vừa phục vụ mọi người đẹp đẽ nữa. Người thấy nhân viên nhà Thi đứa nào cũng đẹp không? Da nó đẹp quá trời. Mà anh Đô thì nói chung là cũng dễ thương. Anh Đô là chịu cực. Anh Đô là Thi quen từ lúc mà 2 năm rồi đó. Anh Đô làm nhà Thi 2 năm rồi. Với lại kiểu như anh Đô cũng có đời vợ. Anh Đô có chia sẻ có đời vợ chưa? Anh Đô có vợ rồi, có con rồi, nhưng mà chia tay. Vợ là con gái thiệt. Anh Đô là lấy vợ thiệt. Cái lúc lên nhà Thi là muốn chia tay vợ rồi đó. Cái lúc đó chưa chia tay, cái đi chơi chung với nhau dẫn vợ đi chơi. Thì sau này là anh Đô mới chia tay khẳng định luôn. Anh Đô nói với Thi á, là anh không có cảm giác với phụ nữ, nhưng mà tại vì lấy cho cha mẹ vui thôi. Cái lấy xong đã rồi bắt đầu kiểu như là không có cảm giác á, cho nên ở gần nhau cái tự nhiên cái nhỏ vợ chán. Anh Đô lúc mới lên nhà Thi khờ lắm, mặc cái quần tà lõn của ba của anh á, quần tà lõn gì nè, quần tà lõn tới đây nè, mặc cái quần tà lõn ở dưới quê mấy con cha mà ngồi mặc cái quần tà lõn gì nè. Anh Đô là mặc quần tà lõn ngày xưa với cái áo sơ mi nè. Anh Đô đây đây y gan vậy nè, y cha đó. Anh Đô mới vô cái kiểu như là dạ hút thuốc gì nè. Mà anh Đô đó mới vô là không có mang dép đâu, không thích mang dép. Bây giờ cũng không mang dép luôn kìa, đó. Giờ không mang dép luôn. Qua đây nè, qua đây gặp vợ. Anh Đô lưu nhà em làm được mấy năm anh Đô? Không nhớ nữa. 2 năm mà phải không? Vợ đầu là gái thiệt, vợ hai là con trai. Anh Đô thấy lấy vợ sau này là anh Đô thấy ổn chưa? Ổn rồi. Ổn là ngon lành rồi phải không? Nói chung là trước đó anh Đô lao đao lận đận lắm với vợ trai với quê mới lên á. Nói chung là cũng muốn chơi bd mà không dám chơi. Hồi lúc anh Đô mới lên hơi ngại lắm, chưa biết chơi. Bây giờ dưới quê ba mẹ bắt lấy vợ xong lấy luôn. Cái anh Đô lên đây cũng như dặn khờ khạo, chưa biết chát này nọ, chưa biết chơi, hiền lắm. Lúc mới lên kìa, hiền lắm. Hồi đó thì thấy vô thấy tội nghiệp lắm kìa, lúc mới vô á. Cái xong rồi đầu cái ở lâu đi, cũng như là ở trong nhà cũng không quen ai được, cũng như ở chung với nhau rồi tự nhiên cái qua đây cái quen mẹ này đó. Nói chung ra là quen mẹ này, cái lấy mẹ này luôn đó. Thì giờ vợ là biết chưa? Nhưng mà anh Đô có con chưa? Có đứa con trai. Rồi bây giờ vợ biết anh Đô vậy rồi bà bỏ luôn. Nhưng mà lúc anh Đô lấy vợ đó là anh Đô có cảm xúc không? Không, lúc lấy vợ đầu tiên có cảm xúc không? Chia sẻ mẹ đi gần đám cưới với lấy vợ lấy chồng rồi. Cũng bình thường nhỏ. Cũng bình thường hả? Nói chung là cũng bình thường. Nhưng mà trong lòng anh Đô cũng có thích trai rồi. Anh Đô thích trai rồi nhưng mà ba mẹ ép lấy vợ phải không? Nếu mà không lấy là ba mẹ phải từ bỏ anh. Cho nên anh đau khổ, anh phải lấy vợ để trải nghiệm. Nói chung là cũng rất là vui. Anh Đô làm được 2 năm mà cũng giỏi. Chuyên gia bên làm việc phục vụ mọi người ở trên lầu. Với lại thì anh Đô, ba má anh Đô biết này chưa? Má anh Đô biết rồi, giờ ra mắt rồi, hai vợ chồng xui gia này nhỏ rồi. Rồi anh Đô định kiếm tiền rồi chừng nữa lấy vợ là cưới luôn phải không? Rồi tính đám cưới hả gì? Lúc đó đám cưới em sẽ đi đám cưới hết nhau mẹ nè. Dù đám cưới ở đâu? Đám mà cỡ dài cỡ 100 triệu thôi, đãi mấy con dê mấy con trâu thôi, đúng không? Anh Đô với Mỹ Lợi cũng muốn lấy chồng lắm, mà Mỹ Lợi chưa có ai cưới. Huệ định cưới Mỹ Lợi nè, Huệ làm chồng Mỹ Lợi.
Rồi anh Đô cũng rất là vui, cũng hạnh phúc. Với lại cũng dễ dàng rồi, bây giờ vợ cũng đã biết rồi. Thì anh Đô giờ cũng thoải mái hơn, với lại cũng anh Đô cũng vô tư. Đã. Thôi giờ chúc anh Đô hạnh phúc ở bên người yêu. Hai người ôm nhau hôn cái đi. Ôm nhau hôn coi hôn môi á ba, cha nội, hôn môi. Hôn môi, đó, hạnh phúc bền lâu. Cảm ơn tất cả anh chị em. Anh Đô chịu khó làm với lại ít nói. Đã. Kiểu như là làm tới ra làm xong thôi. Với lại thì chủ yếu là ai làm giỏi thôi. Đã thì cũng ít lắm, tại vì thì không có nói nhiều. Ai làm rồi đúng thôi à, làm công việc mỗi người có mỗi công việc là xong rồi thôi. Giống như Thi vậy, Thi đâm gõ rồi xong công việc Thi rồi thôi, Thi đi về. Để sao để cho nó trọn vẹn hơn, để khách hàng mình không có phàn nàn, không chửi mình. Với lại mình tập trung với một cái ngôi nhà chung như vậy nè, mình phải chung tay với nhau để có một cái công việc tốt đẹp và ổn định hơn. Để khi mà khách đến á, nhìn sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng thì khách sẽ không phàn nàn và không chê bai mình. Tại vì giờ phải kiếm tiền để tháng sau nữa Thi đi du lịch Singapore, Mã Lai. Cảm ơn tất cả các quý khách rất là nhiều luôn luôn quan tâm nha. Chúc tất cả các quý khách có một chuyến đi đến quán Chị Thi vui vẻ và ăn ngon miệng. Nếu có điều đó sai, xúc mong rằng quý bà con cô bác mình thông cảm bỏ qua. Tại nhiều khi làm việc quá áp lực với công việc cho nên Thi không có kiểm tra được và để đề xuất được những trường hợp làm việc mỗi ngày. Thì mọi người cũng thông cảm nha nếu có sai xúc. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Chị Thi vào clip ngày 10.